Tối ngày 25 tháng 2, gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng cá nhân quan trọng nhất, quả bóng vàng nam và nữ đã được trao cho hai tiền đạo là Văn Quyết và Huỳnh Như. Văn Quyết có lần thứ hai trong sự nghiệp giành giải cầu thủ Việt Nam hay nhất 2020 và 2022. Đứng trên bục nhận giải, Văn Quyết xúc động gửi lời cảm ơn Trung tâm bóng đá Viettel và câu lạc bộ Hà Nội. Huỳnh Như đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ nữ đầu tiên giành 5 quả bóng vàng Việt Nam, hơn cựu danh thủ Đoàn Thị Kim Chi một quả bóng vàng. Tiền đạo sinh năm 1991 lần lượt nhận giải vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022. Trên bục nhận giải, ngôi sao của Lanh FC xúc động, gửi lời cảm ơn đến đồng đội và người hâm mộ. Ngoài ra, Huỳnh Như còn gửi tặng ban tổ chức chiếc áo đấu có chữ ký của cầu thủ Lanh trẻ gây quỹ từ thiện. Ban huấn luyện và tất cả những người đồng đội của Như trong thời gian qua, trong năm vừa qua đã cùng Như trải qua một năm vô cùng tuyệt vời, đưa bóng đá nữ Việt Nam mình đến với đấu trường World Cup và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games trên chính mảnh đất quê hương của mình. Thật sự thì Như muốn chia sẻ với mọi người là cái khoảng thời gian Như qua Bồ Đào Nha thật sự là khoảng thời gian đầu nó thật sự rất là khó khăn. Đôi khi Như gọi điện về cho gia đình, Như thấy giọt nước mắt của cha mẹ Như. Và những cái bước chân của Như đi ấy, thì Như luôn tự nói với mình là phải càng mạnh mẽ hơn. Và Như luôn đặt cho mình một ước mơ để mà... Và Như luôn đặt cho mình một cái mục tiêu và một cái ước mơ. Và Như luôn tự nói với bản thân mình là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Dù thực tế nó như thế nào thì mình cũng phải giữ cái ước mơ đó ở nơi ấm áp nhất trong trái tim của mình. Có thể nó sẽ không trở thành hiện thực, nhưng mà chí ít nó sẽ mang đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc. Và chắc chắn một điều là nó sẽ giúp cho mình trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Giải quả bóng bạc và đồng dành cho cầu thủ nam lần lượt thuộc về Tiến Linh và Hoàng Đức. Trong khi đó, Bích Thùy và Thùy Trang được vinh danh lần lượt ở hạng mục quả bóng đồng và bạc dành cho cầu thủ nữ. Hồ Văn Ý tiếp tục phong độ thăng hoa và nhận phần thưởng xứng đáng là quả bóng vàng Phúc Sang. Trong khi đó, Khuất Văn Khang được vinh danh là cầu thủ trẻ hay nhất. Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng đề xướng và tổ chức thường niên lần đầu năm 1995 cho tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Từ năm 2000, ban tổ chức bổ sung hạng mục cầu thủ trẻ và ngoại binh hay nhất. Một năm sau, bóng vàng nữ trao lần đầu cho tiền đạo Lưu Ngọc Mai. Đến năm 2015, giải mở rộng sang Phúc Sang khi trao bóng vàng cho Trần Văn Vũ.